Nằm trong chương trình hành trình du lịch của lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, hội đua thuyền Độc Mộc huyện Lắc lần thứ 3 diễn ra trong không khí náo nhiệt và sôi động. Hội đua thuyền Độc Mộc được tổ chức đúng dịp lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, gồm 5 đơn vị tham gia thi đấu với gần 100 vận động viên. Các đội thi đấu ở 3 nội dung với chiều dài mỗi chặng đua là 300m. Ngay sau tiếng trống khai hội, các vận động viên bước vào các nội dung đua thuyền tại khu vực Hồ Lắc trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả. 2-3 năm là có một tổ chức ngày lễ lớn là có đua thuyền, cũng rất vui. Đây là truyền thống của quê hương bản xứ. Đảng và nhà nước rất quan tâm đến chính sách của người bản địa. Đua thuyền Độc Mộc huyện Lắc lần thứ 3, chúng tôi là tổ chức 6 hoạt động phụ trợ để mục tiêu là tạo một cái thu hút mọi người dân, các du khách đến thăm huyện Lắc và biết được những cái bản sắc văn hóa của người Tây Nguyên nói chung và bản sắc văn hóa của người dân tộc Mân Âu nói riêng. Hội đua thuyền Độc Mộc lần này tiếp tục đánh dấu bước đổi mới trong công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của các dân tộc tại địa phương, đưa các giá trị văn hóa trở lại đời sống cộng đồng, phục vụ người dân và du khách. Cùng với hội đua thuyền Độc Mộc, huyện Lắc cũng tổ chức nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như lễ cúng bến nước, lễ cúng sức khỏe voi, lễ hạ thủy thuyền, giao lưu văn hóa cồng chiêng, hội trại và trưng bày gian hàng truyền thống.